Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 12 năm 2024, liên quan đến thông tin một số du khách Việt Nam đến đảo Jeju theo diện miễn thị thực đã không lên chuyến bay về nước theo lịch trình. Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh, tìm hiểu thông tin vụ việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi vụ việc, cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm các công dân mất liên lạc, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc. Trước đó, cơ quan quản lý du lịch đảo Jeju cho biết 38 trong 90 du khách Việt Nam tới đảo trong chuyến bay ngày 14 tháng 11 năm 2024 đột ngột mất liên lạc tại địa điểm tham quan cuối cùng theo lịch trình ngày 17 tháng 11. Nhóm du khách này đến từ Nha Trang theo chương trình miễn thị thực, một phần trong đạo luật phát triển du lịch địa phương của đảo. Chương trình cho phép người nước ngoài từ 64 quốc gia, trong đó có Việt Nam, lưu trú tại đảo Jeju tối đa 30 ngày mà không cần thị thực. Công ty du lịch đưa nhóm người Việt nói trên đã không báo cáo cho giới chức sở tại trong vòng 14 ngày theo quy định sau khi họ không lên chuyến bay khứ hồi. Ngày mùng 3 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với 48 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát VTP, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị tổ chức liên quan giai đoạn 1. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt tử hình. 47 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù trung thân. Trước đó, bản án sơ thẩm xác định bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải chịu 674 tỷ đồng tiền án phí dân sự. Sau đó bị cáo Lan đã kháng cáo xin miễn án phí. Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ theo nghị quyết 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tuyên không chấp nhận kháng cáo xin miễn 674 tỷ đồng tiền án phí của bị cáo Lan. Về phần trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn dư nợ của 1.243 khoản vay tính đến thời điểm khởi tố vụ án là hơn 673.000 tỷ đồng. Đối với 1.120 mã tài sản là tài sản bảo đảm cho 1.243 khoản vay của bị cáo Lan tại SCB, hội đồng xét xử buộc SCB phải phối hợp với cơ quan thi hành án có thẩm quyền trong việc quản lý xử lý số tài sản này. Dưới sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục C03 Bộ Công an, Đối với số tiền các bị cáo khác tự nguyện nộp khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử xét thấy trong vụ án này, bị cáo Lan là người chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ thiệt hại. Do đó, số tiền các bị cáo khác khắc phục hậu quả được tòa ghi nhận sự tự nguyện và khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Lan. Đối với dự án 6A, huyện Bình Chánh, bị cáo Lan tự nguyện dùng tài sản này để khắc phục hậu quả của vụ án. Theo hội đồng xét xử, các nghĩa vụ của bị cáo Lan phải thi hành trong vụ án là đặc biệt lớn nên việc xử lý dự án này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án. Đối với số tiền 5.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ mà bị cáo Lan yêu cầu SCB trả lại, phía SCB cho rằng đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ tháng 6 năm 2021. Từ tháng 7 năm 2021, số tiền này đã được hòa vào dòng tiền chung của SCB. Phía ngân hàng đang thực hiện các thủ tục sửa đổi vốn điều lệ của cổ đông, nhà đầu tư. Hội đồng xét xử xác định vấn đề này chưa được cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử, nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để xem xét. Nếu các bên thấy bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp thì có thể khởi kiện bằng một vụ án khác. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12. Theo ban tổ chức triển lãm, dự kiến trưng bày 68 chủng loại khí tài trang bị trong biên chế của quân đội nhân dân Việt Nam trên diện tích 10.530 m2, tăng 19 chủng loại so với triển lãm năm 2022. Trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng, hậu cần kỹ thuật trong nước sản xuất với danh mục gồm 468 sản phẩm, tăng 155 sản phẩm so với năm 2022. Tính đến ngày 23 tháng 11, các đối tác từ Mỹ, Liên bang Nga, Italia đăng ký trưng bày vũ khí khí tài tại khu vực trưng bày ngoài trời. Đối tác từ Mỹ trưng bày một máy bay C-130, hai máy bay A-10, một xe thiết giáp Stryker, một pháo M-777 trên diện tích 3.000m2. Đối tác từ Liên bang Nga trưng bày tổ hợp tên lửa chống tăng, xe chiến đấu bộ binh BMB-3M, tổ hợp chống UAV RB-504PE trên diện tích 200m2. Đối tác từ Italia trưng bày máy bay huấn luyện trên diện tích 100m2 khu trưng bày trong nhà đã có hơn 140 đồng mối công ty từ 28 nước phản hồi tham gia trưng bày, tăng 208 gian hàng so với năm 2022, tăng 183 gian so với mục tiêu của đề án triển lãm 2024. Từng đến ngày 28 tháng 11, đã có 56 đoàn khách quốc tế từ 36 quốc gia đăng ký tham dự, 8 đoàn cấp bộ trưởng quốc phòng, 5 đoàn cấp tổng tham mưu trường, tư lệnh lực lượng quốc phòng. Bên lề triển lãm sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương, giới thiệu thành tựu 80 năm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, đặc biệt sẽ có chương trình giao lưu quân nhạc các nước ASEAN. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có chương trình hội thảo về các chủ đề vũ khí, trang bị công nghệ cao, thiết bị không người lái, hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam và các nước Vương quốc Anh, Mỹ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, triển lãm năm nay có tổng diện tích hơn 100.000 m2, với diện tích trưng bày trong nhà là 15.000 m2 và ngoài trời hơn 20.000 20 m2 quy mô này tăng gấp đôi so với triển lãm lần thứ nhất năm 2022. Ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC cho biết, ngày 5 tháng 12, doanh nghiệp này khởi công dự án nhà ở xã hội NO1 tại khu đô thị Hạ Đình, Hà Nội. Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, khu đô thị Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là dự án được đánh giá hấp dẫn hàng đầu tại Hà Nội trong năm 2024. Bởi lẽ thời gian qua, khi dự án còn chưa xong các thủ tục đầu tư xây dựng nhưng UDIC phải ba lần phát đi thông báo nhằm cảnh báo về thông tin sai lệch của một nhóm đối tượng có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định 2784 ngày 26 tháng 6 năm 2020 và quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 4185 ngày 1 tháng 11 năm 2022. Theo đó, dự án giao liên danh UDIC, công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Công ty Cổ phần kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Hiện nay, liên danh chủ đầu tư đã hoàn thiện xong các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án theo quy định của pháp luật. Được biết, dự án nhà ở xã hội Hạ Đình sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án có mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình 5 đến 25 tầng cộng 1 tầng hầm, quy mô dân số 1.230 người với 440 căn hộ. Việc điều chỉnh này đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất đóng góp nhiều hơn số căn hộ nhà ở xã hội vào quỹ căn hộ nhà ở xã hội của thành phố. Đây là dự án liên danh chủ đầu tư nhưng có tới 60% vốn của doanh nghiệp nhà nước, vốn góp của UDEC. Dự án góp phần thực hiện nhiệm vụ của thành phố Hà Nội trong triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành về đề xuất của một số doanh nghiệp xin điều chỉnh bổ sung hành trình các tuyến xe khách đi xuyên tâm Hà Nội. Cụ thể, theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, vừa qua, các đơn vị vận tải và một số sở giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị điều chỉnh hành trình tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình mang tính xuyên tâm thông qua địa phận thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, khu vực trung tâm là khu vực có nguy cơ ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông. Do đó, căn cứ quyết định số 927 của Bộ Giao thông Vận tải, về việc công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó với địa bàn thành phố Hà Nội, xe khách sau khi xuất bến xe đi theo các hướng đã được quy hoạch. Xe khách đi các tỉnh phía đông, đông bắc của thành phố Hà Nội di chuyển theo hướng quốc lộ 5 hoặc đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng hoặc quốc lộ 1A, đường vành đai 3, cầu Thanh Trì, đường vành đai 3 trên cao, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21, quốc lộ 6 hoặc quốc lộ 32 và ngược lại. Xe khách đi các tỉnh phía Đông, Đông Nam Hà Nội di chuyển theo hướng quốc lộ 5 hoặc đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, vành đai 3, quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, đường Lý Sơn, cầu Đông Trù, đường Trường Sa, đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và ngược lại. Xe khách đi các tuyến có hành trình đi qua địa bàn thành phố Hà Nội nằm ngoài đường vành đai 3, bố trí hành trình theo nhu cầu và đề xuất của Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến. Từ thực tế này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam không chấp thuận đối với đề xuất điều chỉnh bổ sung hành trình tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có hành trình mang tính chất xuyên tâm qua thành phố Hà Nội và không theo nguyên tắc đã đề ra tại quyết định số 927 của Bộ Giao thông Vận tải. Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố căn cứ quyết định số 927 của Bộ Giao thông Vận tải, Tổ chức Giao thông và Hạ tầng Giao thông của thành phố Hà Nội để phối hợp trả lời các đơn vị vận tải. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng để điều tra làm rõ vi phạm của nhóm vệ sĩ dẹp đường trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Đại tá Dương Văn Tiến thông tin thêm, Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ các nhân viên liên quan trong sự việc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chưa khởi tố bị can. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an Thanh Hóa phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, có một đoàn xe đám cưới được một nhóm người trong trang phục kiểu vệ sĩ ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông cho đoàn xe đám cưới đi qua. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, tạo ra những phản ứng tiêu cực trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh để xử lý. Sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, chiều 28 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa, tiến hành khám xét trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security, địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an để điều tra, làm rõ. Tiếp đến, công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sĩ Security 24, gồm Lê Kiên Quyết, 39 tuổi, ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Hoàng Kim Trung, 28 tuổi, ở phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Đình Dương, 33 tuổi, ở xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn và La Văn Thủy, 39 tuổi, ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng. Quá trình điều tra, công an tỉnh Thanh Hóa xác định thêm Lê Hà Đông là đối tượng đã tham gia cùng nhóm vệ sĩ trên và có hành vi ngang nhiên phân luồng tại nhiều ngã tư ở thành phố Thanh Hóa để đoàn xe đám cưới đi qua, gây mất trật tự an ninh và bức xúc trong dư luận. Được sự động viên của gia đình và tuyên truyền, vận động của cơ quan công an, vào chiều mùng 1 tháng 12, Lê Hà Đông đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.